Hello, chào mọi người. Chào mừng mọi người đến với Ace of Arenas. Arena, mình không biết đọc sao cho đúng với cái kiểu này nữa. Thì mình ở series, ở gì, cái gì ta? Server, ở server Asia Pacific. Bạn nào muốn thì lên CH Play tải, bấm chữ ACE, cách cái. Không vậy thôi, cũng đủ thấy Ace of Arena rồi. Rồi các bạn vô chọn server là Asia Pacific cái cuối cùng á. Vô chơi chúng mình, hy vọng vậy. Ok. À. Nếu bạn nào chơi trên iPhone hay gì đó thì chờ cũng khá là lâu. Nhưng mình cũng chờ lâu. Nó tải hơi lâu. Nó tải thêm cái gì của nó cũng không biết nữa. Là chủ đề quá. Nhà nói chung là cái này tải vô nó cũng lâu. Là lâu. Sao lâu quá vậy? Cái gì mà lâu thế? Thì như cái tựa đề các bạn đã thấy cái đã đọc được á, thì mình lần này mình sẽ chơi con Saka. Mình đã chơi thử một vài lần rồi. Chơi thử rồi cũng biết người chơi thử bây giờ bắt đầu quay. À, một điều nữa là cái lúc cuối video á, các bạn nhớ để ý lúc cuối video mình sẽ nói cái dự định của mình. Thì nếu mà lúc đó mình là nói sẽ có livestream thì các bạn cứ coi trong cái khung giờ mà mình nói, thì lúc đó lên show TV mà coi mình livestream rồi vậy đó. Thì tại mấy nay cũng ít ra video nữa, cũng đâu 1 tuần rồi nên là mấy bữa đó mình livestream không mà trước là mình livestream không á, nên là vậy đó. Ok. Thì nhớ thường là mình sẽ stream vào buổi trưa lúc 11 giờ tới 1 giờ, hoặc là stream vào buổi tối. Lúc buổi tối thì chắc không có mic đâu, tối mà nói chuyện ồn ào nữa. Ủa sao mà nó lâu quá vậy? Mọi thứ vẫn đang chạy. À đúng rồi, để cho nó sáng sáng lên chút dễ nhìn. Đấy. Cái gì đây? Cái gì? Cái bên cái pin nè, các bạn thấy cái bên cái pin á, cái bên pin của mình, pin bên bên phải nè, pin có bên phải nè, phải trên á, thì bên trái của nó là hình gì, bạn nào biết có thể cho mình xin hỏi, mình cũng không biết nó là gì nữa. Trời, sao mà nó lâu quá, vào game lâu kinh khủng. Nó thoát ra vô lợi thứ ta. Đây thì mới vô mà sẽ thấy được vậy đó. Đó, rồi cái copyright notice. Không biết nhấn nhầm chỗ nào. Bấm chữ OK. Rồi nó sẽ vào Eto. Sao chứ, có cảnh 18 cộng. Không, không có 18 cộng đây. Nói chung là, bỏ đi, bỏ đi. Rồi, vô rồi nè. Và chúng ta có quà. Đó là gì? Ồ da, chúng ta được một con tướng, đó chính là Sun Wukong. Wukong đấy. Wukong. Các bạn nói chơi liên minh chắc cũng biết Wukong rồi ha. Và đây, cái môn. Ồ da. Đây là chơi cái ở dưới xanh xanh là chơi MOBA bình thường. Nó chơi liên minh vậy đấy. Còn cái ở trên thì nó mình chưa thử. Giờ mình sẽ chơi cái dưới.
và sẽ thấy ở góc ở dưới hình Việt Nam đấy, lá cờ Việt Nam của chúng ta sẽ có cái Queen đó là bạn đang chờ chờ trận đấu thôi. Mỗi ngày các bạn vô bạn kiếm vô cái được tặng hàng ngày vậy đó. Này, này cứ kéo 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 và bạn sẽ còn được Natasha nữa. Natasha giống kiểu Kathleen vậy đó. Eto bị gì vậy? Natasha rồi rồi vô rồi nè. Và đây đây chính là Saka và mình cũng đã có bảng ngọc. Anyone còn thằng nữa, tôi không tăng, tôi muốn chơi đàm. Tôi muốn chơi tăng hơn. Khỏa. Mình vẫn chưa biết nhiều về mấy cái này lắm đâu. Rồi chuẩn bị 19 8 7 6 5 4 3 à bên này đã, nó có cả skin với mà không kịp lo điếm rồi. Ôi, tiếng đã thế. Thì bên trái nó có skin rồi có nhiều thứ lắm. Oh yeah, chúng ta đã chơi với 3 người Việt Nam chung một team và một người Việt Nam ở team bên kia. Đây chúng ta ở bên trái nha. Mình là thằng ngoại bìa. Ok, hên quá. Chúng ta gặp 3 người Việt Nam luôn. À, mấy cái... các bạn thấy cái số phần trăm dưới không? Đó là có một số thằng nó có cái dòng đẹp lắm. Cái đó là bạn muốn nạp tiền cho bạn mua thì đó là việc của bạn. Mình không có nạp đâu. À, có cũng có cái tặng nữa. Các bạn cứ điểm điểm danh hàng ngày nó sẽ có tặng cho bạn thôi. Nhìn đẹp. À, đẹp quá. Rồi có cái hình tròn nhỏ ở trên cái dòng đó nữa đó. Cái tròn tròn nhỏ đó chính là cái bang hội, cái clan đó. Cái đó vô mà sẽ được đánh xếp hạng. Này mình chỉ là đánh thường thôi. Xong hết rồi phải không? Xong hết rồi. Ok, chúng ta chuẩn bị vào trận đấu nè. Thì vào trận mình sẽ ít nói hơn chút thôi, tập trung đánh mà. Các bạn nhấp đôi vào cái món đồ đó cũng là mua rồi đó. Còn không các bạn bấm chữ budget ở dưới này. Budget ở đây. Không phải dưới á. Ở đây là cổng chiêu, mình sẽ cổng chiêu đầu trước. Và mình sẽ đi mid. Thôi xuống bot đi. Ôi lắc thế. Các bạn thấy ở góc trái dưới nó có cái pin của mình với cái FPS nữa. Mẹ mình gọi thôi mà không có gì đâu. Vậy mới vô giao tranh rồi. Giao tranh rồi. Ở trong này cũng có tóc biến nữa nè bạn. Trên cái góc ở đây. Đây là cặp mắt. Đó. Ok, chúng ta đã có chiều thứ hai rồi. Nhưng mà mình vô trễ quá chúng thôi mạng đó là fake blood rồi còn gì. Ê. Mình thấy ở ngay chỗ dưới này này. Ngay góc phải dưới nè, nó có cái hình cái kiếm á, attack á. Thì bạn quẹt xuống là bạn sẽ chọn về các loại lính. Ấy da, ấy da. Các bạn sẽ chọn lính để mà đánh. Còn các bạn quẹt lên thì các bạn sẽ chọn vào tướng. Chúng ta có hai con mắt. Mắt là biểu tượng xanh xanh trên bản đồ nhỏ các bạn có thể thấy. Không ra hả? Oh, one year. Chắc mấy đó chơi một năm rồi nó có ấy mà. Nó chơi năm rồi cái được tặng cái hình đó đó. Thì chắc cũng mạnh á. Mấy thằng chơi một năm rồi mạnh.
không giao tranh, không giao tranh, không nên giao tranh, không nên giao tranh trong đó. Con này nó giống như Javan vậy đó, chỉ có điều là nó khác một cái. Các bạn đẩy lá cờ ra là chiêu giữa nè, thì các bạn bấm chiêu đầu ở trên là chỗ này, nó sẽ kéo bạn lại chỗ cái đó, cũng giống như Javan thường. Mà nó này còn có một cái còn hơn nữa. Ây da, tao biến ra, tao biến ra. Làm gì vậy? Bình máu. Nó sẽ hồi liền ngay cho bạn cái chiêu này. Và sẽ có thể bấm ra. Bấm thêm cái nữa để mà bạn lướt tới chỗ đó. Ôi, ép bên xuống thấp thế. Các bạn cũng có dịch chuyển nữa. Mình máu đã. Ây da. Ây, hết tung. Ây, không vui. Ê, đó hình như Master Yi thì phải à. Nhìn cũng giống lắm. Đó thì cái hình chiếc dài đang điểm số á, đó là tốc biến. Rồi, chúng ta có ulti. Biến về thôi. Hôm nay là vô cửa hàng mua nè. Chúng ta sẽ lên giáp gai trước. Ok, dịch chuyển lên. Có chữ TB và nó sẽ điểm số. Điểm là bạn thấy bản đồ nhỏ nó có một cái viền đỏ đó, thì nó chạy hết cái viền đó là được. Ok. Mày đứng đó, trời ơi, lướt coi nó kìa, tốn cái công ty tôi kìa. Thôi con này chơi giỏi á, nó người mà nó chơi giỏi lắm rồi á. Nó xả nhanh Vekelin. Chờ đi, mày chờ đó, tao tới. Cái gì vậy trời? Đúng là chơi một năm có khác. Mạnh. Ừ đúng rồi. Mua chiếc dài đi. Đi. Rồi giờ phải đi bộ lên. Và ở đây chúng ta cũng có rồng với cả Baron nữa nha. Cũng có bùa đỏ, bùa xanh, sói, cốc, quái đá. Gì nữa không? Chỉ miếng dị nữa. Có cua. À không, đây không có cua. Thấy hình cây kiếm á, ở dưới bản đồ nhỏ. Bằng lấy cái đó, bằng quẹt ra một phát là được. Ok, làm gì ở đây? Làm gì ở đây? Chết bà tôi. Chết. Tại sao không lên? Nếu các bạn đè vô này nữa là các bạn sẽ được kiểu là binh ấy. Vô. Các bạn bấm lên cái cây kiếm này nó sẽ đổi thành cái khiên kiểu coi như là phòng thủ vậy đó. Ở đây gì? Nội tài của bạn đó. Đây là nội tài đấy. Em như có chuyện tôi nó ăn đồng thì mà đây, dầu nhất đây. Hốt hết. Không phản ứng kịp thì mới chơi ở đây à. Thì kiểu không quen vậy đó. Lên xong cái giáp gai xong ta phải lên giáp lửa. Mình phải lên tăng rồi. Không được lên đam nữa. Thua quá. Các bạn bấm vô cái bảng số trên này và sẽ hiện ra giống như cái tab trong liên minh vậy đó. À, shutdown rồi. Nó cũng có mew chat để chụp bộ.
Đó, trong này các bạn có thể thấy KDA và đối phương đang làm gì, đang lên đồ gì vậy đó. Nó cũng có cái đầu hàng trong đó nữa. Đây, các bạn thấy chữ surrender đó, là chữ đầu hàng đây. Bấm vô số trên này mà thấy KDA của riêng bạn. Ừ, tuyệt vời. Tấn công rồng. Ăn rồng không? Dragon. Vô rồng bé ơi, tao có thuộc biến, tao có ulti rồi. Tao giữ chân tôi kia lại. Ok, attack, rally taken. Rồng chết bà đó, mày ở trong này không có đi đâu được hết á. Rồi giờ tao chạy, chết bà nó trên xuống nữa chứ. Ê, tao biến chạy lẹ á, không kịp rồi, hay là tụi nó nhanh quá. Recommend là mình nên lên cái này. Công nhận tụi nó mạnh quá. Nó có giao tranh, mà ăn được nó mà, lên hốt luôn. Sợ gì? Mình chấp hai được mà. Tao nói mày ăn được mà. Rồi biến về luôn. À, ở đây cũng có bùa đỏ nữa nha bạn. Mình cũng lười không ăn bùa đỏ đâu. Tiếng gì vậy? Ê, tụi nó lên. Tuyệt vời. Chúng ta đã né được. Ở trong trụ tao coi chừng nhau ai. Đây anh sẽ bảo vệ trụ. Đó là tuyệt vời. Chắc bà tụi nó dưới á. Dồn nhanh kinh khủng. Tôi dồn sát thương nhanh quá. Đầu hàng đi, đầu hàng đi. Đó, đó. Này kéo về nè. Trời, tao đâu muốn coi vô đánh dưới mà. Đó. Rồi, lên. Lấy mạng nó. Đấy, tốc biến lên nhưng không lấy mạng được. Lên. Anh sắp có tốc biến rồi. À, sao là bị gì? Đó là Godline. Ây da, chết tôi. Ha ha ha. Nỗ lực tới mấy cũng chạy không được. Chàng. Trận này thua.
đầu hàng đấy bà con. Không chịu đầu hàng luôn. Ra mới hết. Em muốn rồng. Rồng, rồng, ra gần. Anh vô anh hốt hết, hốt hết, hốt hết. Vô, vô, vô lòng rồi. Mày vô rồng rồi mày không có làm được gì hết á. Chết bà, chết tôi luôn rồi. Rồi công nhận tụi nó mạnh ghê. Đánh hay quá. Tim sao không vô. Trời thiệt nát cái tim này ghê á. Không, không chịu vô gì hết. Thấy người ta vô ta đứng đó cái chạy luôn. Không vô gì hết. Lên, tụi tới nè. Hốt tụi nó. Đi. Rally taken. Mày đang trong trụ phách vậy mà. Đang trong trụ á nha. Nhớ mày đang trong trụ á. Đang trong trụ chấp trụ đánh luôn kìa. Đéo thì ngon. Chấp trụ đánh luôn. Không thể tin nổi. Lên giống đất gì mà mạnh dữ. Mát phép, mát tăng. Mát phép nè, con này là mát phép nè. Đầu hàng luôn đi. Rồi, được rồi. Bao lâu rồi ta? Lắc luôn. Thua. Ở đây các bạn có thể thấy nè, góc phải, góc trái dưới nó có số 263 đó. Ở đây chính là bên góc bên phải, bạn thấy cái thang điểm á, đó là xếp hạng đánh thường. Đánh thường cũng có xếp hạng nữa đó. Bấm vô một cái nữa, điểm này xếp hạng mà bạn phải vô đánh hạng mới có. Bấm một cái nữa thì bạn sẽ quay trở lại cái hồi nãy. Ok, thì vậy thôi. Trận Saka này vậy thôi đó. Ok, nếu mà thích video mình thì nhớ like, share. À khoan, cái nói cái này trước để mọi người bỏ đi. Bỏ không coi nữa thì ra rồi. Bây giờ là cũng trưa rồi. Thì coi hôm nay thứ hai thì ok. Tối nay 7 giờ sẽ stream. Ok. Và một lát nữa là khoảng 3 giờ mình sẽ có một video Minecraft. Ok vậy nha. Bye bye mọi người. Thì bắt đầu quay trở lại với khi nãy nè. Nếu mà thích video mình hãy like, share giúp mình nổi tiếng hơn thì đó chính là động lực cực kỳ lớn cho mình làm những video tiếp theo. Ok, bye bye mọi người.